Dạ hai mến chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay thì trở lại thăm gia đình của anh Dũng với chị Huệ nha. Mình đang làm gì chị Huệ? Đang thay mùng mới. Đang thay mùng mới ha. Ồ quá rồi, cái mùng đẹp quá rồi. Đó, hôm nay là hai vợ chồng mua được cái mùng mới ăn Tết nè. Mua hai cái nè. Đó, bữa nay là 27 Tết rồi, hai vợ chồng mua mùng mới nha. Để mà ăn Tết, nó cuộc thấm cái nữa. À, thấm cái nữa ha. Cái mùng này là cái mùng này nó ngủ nó mát lắm nè, nó mỏng với lại nó có những cái lỗ á, nó mát lắm. Kệ đi, mùng kia nó cũ hết rồi, mình mua mùng mới mình mặc đi, mang nó ngủ. Trời ơi nè cô chú anh chị, giải được rất là tốt nè nha, có ren nữa nè đó. Chị Huệ với anh Dũng là một cái, còn bé Hấm là một cái. Tết nhất tới nơi rồi, mình mua mùng mới mình mặc mình ngủ cho nó thơm tho, với lại năm mới rồi mình ngủ mùng mới đi, cho cái công việc của mình nó suôn sẻ, làm ăn thuận lợi rồi. Ủa anh Dũng bữa nay có mình có đi làm không? Không ha, chưa ha, chưa có chưa ai kêu ha. Nó cô chú anh chị, cái mùng mà cuột lên rồi quấn lên vậy nè đó, và khi nào cái mình ngủ cái mình kéo ra cái mình cuột thêm hai đầu kia nữa là mình ngủ đó. Còn bây giờ là chị Huệ đang cuột dây cho cái mùng của bé Thấm nè, để mà tối nay ngồi văng ở dưới dưới cái nền. Rồi có chuẩn bị mua thịt kho hột vịt gì chưa? Không có tiền. Không có tiền hả? Tiền đâu? Mấy 500 ngàn mua mùng mày. 500 ngàn mua mùng nhiêu? Cái nhiêu? Cái 109. Hai cái cái 109 là hai cái 360 đó hả? Dạ. Yeah. Ừ. Còn đâu tiền luôn mua. Nó tiền luôn phải không? Còn đâu còn có 100 ngàn. Còn cái 100 ngàn à. Còn cái tiền kia của bé Thấm là mình để dành cho bé Thấm phải không? À, còn cái một còn cái 12 triệu. Ừ, là cái đó là tiền đó là mình không có gớ ha. Dạ. Mình cho ông em gớ rồi má rồi mày. Ờ mình để dành để mà cho bé Thấm chuẩn bị đi ha. Này còn có 12 triệu vậy nè, nhưng phải em lấy thiệt á, mất nhiều coi luôn á. Ừ. Nên nó mất nhiều coi anh luôn. Không, cái đó thì nếu mà cho bé Thấm thì nói chung bé Thấm còn thì to đỡ với bé Thấm thôi, còn hết thì thôi. Ừ. Con cho nhiêu là anh giữ cái nhà cho con với ông em ăn hôm nào nha. Vợ chồng em mới mua quà được. Nói chung là cái tiền Mạnh Thường Quân đã cho mình rồi á, là mình muốn làm gì đó mình làm. Yeah. Nó có nghĩa là Mạnh Thường Quân đã cho rồi, ta cũng không có nghĩ tới cái vấn đề đó là chị mình xài làm sao. Thấy không? Yeah. Nó còn cái vấn đề mà mình xài có đúng mục đích hay không là đó là do mình thôi. Yeah. Còn Mạnh Thường Quân người ta đã cho rồi là người ta không có người ta không em có nói tới nó luôn đâu. Nếu mà giữ lời chứ không em có không có ấy đâu, nên mình sợ tôi nếu em là khổ. Ừ. Cái nào khổ là khổ. Con cho con là con chứ không em mà. Ừ. Nói cô chú anh chị thấy không, thấy chị Huệ với anh Dũng không, cái nào cho con là của con đó, chứ không có gớ vô. Bây giờ hai chồng tết nhất tới nơi mà không có sắm sửa được cái gì hết trơn luôn đó, thèm cái nồi kho hạch đúng không? Dạ. Nó thèm một cái nồi hạch kho hột vịt mà vẫn chưa có tiền mua nữa cô chú anh chị. Thì nó thì cô chú anh chị mình có ai mà có thể là cho cái nồi hạch kho hột vịt ha. Dạ. Đó, ăn hai chồng ăn qua cái Tết nha. Dạ. Nó giúp được rồi. Cảm ơn nhiều lắm á. Còn cái tiền có Thấm là chị Huệ nó là không có đụng vô, nó thấy hương ghê không? Tiền của con là của con, để sau này chuẩn bị mà khi mà bé Thấm đi sanh đó, để mà lỡ gì có hiếu hụt gì nữa nó đỡ. Dạ. Chứ nói chung cái chuyện đó mình cũng phải thủ tiền trong mình chứ đúng không? Dạ. Đúng rồi, bên con được. Đúng rồi. Nếu như nó đau bụng rồi. Thì bởi vậy. Nếu như nó đau bụng rồi lấy gì nên đâu biết chứ nha. Ờ thì đó mình phải thủ mới được. Dạ. Nó đúng rồi đó, chị Huệ nói gì là đúng rồi đó. Nếu như nó đau bụng mong mày rồi thì đâu mà xuất ra đây. Ăn hết của nó rồi lấy gì chứ nha. Lo cho con chứ. Ừ. Con của mình phải lo. Chứ không phải để nó bị được. Rồi tối nay ngủ mùng mới ha. Đó, tối nay ngủ mùng mới là tối nay chắc bỏ học nữa rồi đó. Không biết đâu rồi bỏ học. Không biết bỏ học đâu rồi. Rồi sáng giờ mấy anh em có ai lại chưa? Có
đâu. Bữa nay không có ai chứ hả? À. Chắc là hôm nay chuẩn bị nhà cửa này kia rồi đó. Mấy anh em chắc giờ Tết đến nơi rồi. Ở nhà để mà lo quét đến dọn nhà, không có được bạc cái dọn đồ. Quét dọn nhà cửa này kia. Cái nữa à. Rồi giờ anh Dũng là anh tháo dây nè. Bê thấm mà giờ này đang nằm võng coi điện thoại. Ủa, ha. Tới ngày để bấm cái này giặt cái kia. Thường thường cái thấm nó coi gì? Coi nhẹ chứ coi mà trò chơi rồi đấy. Coi cả hài cải lương. Nó thì thôi hôm nay em đến thăm chị với anh Dũng ha, dạ. Cũng gửi cho chị 200. Dạ. Tiền này tiền của em xuất ra đó. Dạ. Như là mình mua bông gì đó, trái cây gì đó mình cúng ông bà. Dạ dạ. Đó. Cảm ơn anh. Củ ít lòng nhiều nghe. Dạ dạ, không có gì hết trơn. Ừ. Có nhiều nhà là cho nhiều lấy nhiều. Nó mình chậu bông đi, hai chậu cỡ 60 ngàn à. Ừ, giờ bông mà giờ nó 600 ngàn ấy bậy ơi, đâu 200 mấy hay gì. Đâu bông bông cúc cái gì, bông vàng thọ. Vàng thọ. Ừ. Vàng thọ cặp có 50 ngàn, 30 ngàn không ư? Ừ, mua cặp đó chưng ở trước nhà nè cho nó có xung có cái Tết đồ cho ta đó. Có bánh đâu cúng đó. Với mua bó bông để mà cúng cho bàn thờ rồi nè. Ta mua ép giờ rồi mình chưa mua gì nha. 28 là mai cúng ông bà luôn đó. À. Đúng rồi, mai 28 là cúng ông bà luôn đó. Ngày mai chị mua chị cúng được rồi đó. Ủa hấm giờ này là coi YouTube ha. Không, lấy kéo em. Kìa, kéo giò kìa. Ừ, coi YouTube ca hát kìa. Khoan để đột kích cái cây. Đang nghe nhạc rồi ca theo. Ừ. đang tập karaoke. Tập karaoke, tập hát bài nào nữa đó. Bữa nay ráng tập hát bài nào Tết Tết cho vui hả ơi. Mẹ anh cho 300 ngàn mua cho nó đó. Ừ. Nó để nó đó. Bữa nay mình hãy nó gì đó. Khỏe ha. Ừ. Cái sức khỏe tốt thì con nó trong bụng cũng tốt nữa. Rồi. Nó khỏe lắm mẹ. Ừ. Nó ngã nó nhưng mà. Hôm nay nó ngồi hết thôi. Nó hình thức yên luôn. Ba kêu mày ngủ đi bán bài hả? Ừ. Như là như bụng múc bài. Rồi kéo ra rồi. Rồi kéo ra cái Rồi cột dây vô bốn góc rồi cô chú anh chị. Để mà dằn cho bé thấm để tối ngủ. Ủa ta nó không có nó có cái lỗ để mình sọt qua đó. Đúng rồi. Nó may sẵn hết trơn rồi mà. Nó hôm nay là do anh Dũng ở chằng nên cô chú anh chị nên không có quay anh Dũng được cô chú anh chị. Mình mấy còn da xương mà. Đó. Hôm nay thấy tóc mọc hơi nó mọc hơi ga nữa rồi nè. Ga đen đen. Ga hơi đen đen rồi nè, đó. Màu ga lắm. Bốn đầu cột vô. Nó tối ngủ để cho được có mũi. Ngủ ở dưới đây là mũi không được chứ anh chị. Đây là ở dưới gầm cầu ha. Ở nhà của chị Huệ với anh Dũng là có hai lầu. Lầu dưới thì để ở, còn lầu trên cho xe chạy. Dữ luôn. Đó, lầu trên là cho xe chạy nha.